Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, hôm nay AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị các nội dung tiếp theo trong cuốn sách Hòn Tuyết Lăn, cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha, Warren Buffett. Phần 3, Đường đua. Chương 27, Một phút điên rồ. Các nội dung trong chương diễn ra trong bối cảnh từ năm 1964 đến năm 1966, sau khi cha của Warren Buffett qua đời. Trong chương này, Buffett quyết định can đảm đầu tư vào cổ phiếu của American Express giữa bối cảnh vụ bê bối tài chính nghiêm trọng liên quan đến công ty này. Trước áp lực từ công chúng và các cổ đông yêu cầu công ty phải bảo vệ tài sản thay vì bồi thường, Buffett nhận ra đây là cơ hội tốt để đầu tư dài hạn, cho thấy niềm tin kiên định của ông và giá trị nội tại của doanh nghiệp. Bối cảnh đầy cảm xúc sau mất mát cá nhân. Chương 27 mở đầu với hình ảnh Warren Buffett trong giai đoạn xáo động tâm lý. 6 tuần sau cái chết của cha, ông vẫn chìm đắm trong nỗi đau, cảm thấy trống trải và mất đi điểm tựa quan trọng nhất trong đời. Giữa nỗi buồn ấy, Buffett quyết định thực hiện một hành động không liên quan đến tiền bạc, mà là một hành động cho thấy rõ trách nhiệm và niềm tin của ông vào đạo đức kinh doanh. Vụ bê bối của American Express và quyết định đầy táo bạo. Cùng lúc đó, tập đoàn tài chính American Express rơi vào một vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến dầu ăn. Một sai lầm lớn xảy ra khi công ty con của họ, công ty dầu thực vật thô Alice, bị phát hiện lừa đảo, gây ra khủng hoảng niềm tin trong công chúng. Danh tiếng của American Express bị ảnh hưởng nặng nề và ban lãnh đạo đối diện với một quyết định khó khăn, có nên chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại này hay không. Chủ tịch American Express Howard Clark chọn con đường đầy tranh cãi là chi trả 60 triệu đô la để cứu vãn danh tiếng của công ty. Tuy nhiên, quyết định này bị nhiều cổ đông phản đối gay gắt vì họ không muốn công ty phải gánh thêm gánh nặng cho những sai lầm không trực tiếp thuộc về mình. Buffett và niềm tin vào đạo đức kinh doanh. Đối với Buffett, vụ việc này là một thử thách đạo đức quan trọng. Ông nhận thấy đây là cơ hội để American Express khẳng định cam kết minh bạch và giữ gìn danh tiếng, dù có phải chịu tổn thất ngắn hạn. Tin tưởng sâu sắc vào những giá trị này, Buffett đã quyết định hành động táo bạo, đó là dùng chính tài sản cá nhân của mình để hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc xử lý vụ bê bối, nhằm bảo vệ danh tiếng công ty và tạo ra một chuẩn mực đạo đức mới cho các tập đoàn. Đặt niềm tin vào tương lai và một khoản đầu tư quyết đoán. Với tầm nhìn dài hạn, Buffett nhận ra rằng khủng hoảng này chỉ là một phút điên rồ trong lịch sử phát triển của American Express. Thay vì chùn bước trước rủi ro, ông quyết định mua cổ phiếu của công ty, thể hiện niềm tin vào sự hồi phục và tăng trưởng trong tương lai. Trong 2 tháng cuối năm 1964, Buffett đầu tư gần 3 triệu đô la vào American Express, khoản đầu tư lớn nhất của ông tại thời điểm đó. Đây là minh chứng cho sự kiên định và lòng dũng cảm của Warren Buffett, người dám đầu tư vào giá trị cốt lõi thay vì những lợi ích tạm thời. Sự ảnh hưởng từ hình bóng người cha. Trong thời gian khó khăn này, nỗi đau mất cha vẫn đeo bám Buffett. Dù không thể hiện rõ ra bên ngoài, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những bài học và tình yêu của người cha đã khuất. Để tưởng nhớ và giữ lại nguồn động viên tinh thần, Buffett đặt một bức chân dung của cha mình trong văn phòng như một biểu tượng nhắc nhở ông luôn sống và hành động với lòng trung thực và sự tử tế. Chương này không chỉ là một lát cắt về một khoản đầu tư táo bạo của Buffett mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và ảnh hưởng sâu sắc của gia đình đối với ông. Đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng khi Buffett định hình nên những giá trị cá nhân và triết lý đầu tư mà ông sẽ theo đuổi suốt đời. Chương 28, Mồi lửa. Chương 28 xoay quanh khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1966 khi Warren Buffett đầu tư vào Berkshire Hathaway. Trong thời kỳ này, Buffett đối diện với những thách thức lớn về tài chính và cảm xúc, đặc biệt khi phải đảm nhận vai trò lãnh đạo ở Berkshire Hathaway giữa lúc ngành dệt may đang gặp khó khăn. Chính tinh thần kiên định và quyết định tìm cơ hội trong khó khăn của ông đã biến Berkshire Hathaway từ một công ty dệt may cũ kỹ thành nền tảng cho những khoản đầu tư thành công sau này. Sự mất mát và đứt gãy trong gia đình Buffett. Chương 28 mở ra một giai đoạn đầy cảm xúc trong cuộc đời của gia đình Buffett khi người cha đáng kính Howard Buffett qua đời, cả gia đình phải đối mặt với sự thay đổi không thể đảo ngược. Người em gái của Warren, Doris, từng chia sẻ rằng cha họ chính là trụ cột không chỉ kết nối các thành viên trong gia đình mà còn là nguồn động viên tinh thần mang lại sự ổn định và yên bình. Với sự ra đi của Howard, gia đình Buffett cảm thấy như mất đi ánh sáng dẫn đường, khiến họ phải học cách tự đương đầu với những thách thức và nỗi đau. Hành trình tìm lại ý nghĩa sống của mẹ Warren. Mẹ của Warren, bà Layla, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự mất mát này. Bà Layla đã phải trải qua nhiều nỗi đau chồng chất. Mẹ bà qua đời trong một bệnh viện tâm thần, một người chị của bà mất vì căn bệnh ung thư. Và giờ đây, bà phải đối diện với việc mất đi người bạn đời gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Không còn Howard bên cạnh, bà phải một mình tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. Sự đau buồn đã khiến bà Layla rời bỏ hình ảnh một bà mẹ nghiêm khắc
đôi khi xa cách và trở nên gắn bó với gia đình của Warren Buffett hơn. Bà dành thời gian để ở bên con cháu, coi như đó là niềm an ủi, đó là cách để chữa lành nỗi đau trong lòng. Mỗi khi ở bên các cháu, bà thường dẫn chúng đi chơi, đưa đi ăn và thậm chí còn trao cho chúng chút tiền lẻ như một cử chỉ yêu thương, một sự gắn kết ngọt ngào mà trước kia bà hiếm khi thể hiện. Sức mạnh từ sự gắn kết gia đình. Sự ra đi của Howard không chỉ là một nỗi đau mà còn trở thành mồi lửa, thổi bùng lên khát khao kết nối và chia sẻ trong gia đình Buffett. Từ đó, các thành viên dần nhận ra rằng họ vẫn còn có nhau và rằng những khoảnh khắc gắn bó với nhau là một cách để xoa dịu nỗi đau mất mát. Những lần tụ họp bên nhau, những tiếng cười và cái ôm thật chặt từ bà Layla là những điều giúp họ cảm thấy bình yên hơn, tiếp thêm động lực để bước tiếp. Quyết định bước ngoặt trước khủng hoảng. Mở đầu với việc Buffett đối diện với những trở ngại khi đầu tư vào ngành dệt may vốn đang suy yếu. Lúc này, Berkshire Hathaway là một công ty dệt may ở New Bedford do Seabury Stanton quản lý. Stanton đã cho đóng cửa nhiều nhà máy nhằm cắt giảm chi phí, khiến công ty mất đi sức hấp dẫn. Nhưng Buffett nhìn thấy giá trị tiềm ẩn ở mức giá cổ phiếu thấp của Berkshire. Mâu thuẫn căng thẳng với Stanton. Khi Stanton từ chối một thỏa thuận giá cổ phiếu đã đạt được trước đó với Buffett, điều này khiến Buffett giận dữ và quyết tâm sở hữu công ty. Ông bắt đầu thu mua cổ phiếu Berkshire Hathaway từ các cổ đông khác với ý định chiếm quyền kiểm soát và dần sở hữu hoàn toàn công ty. Hành động này thể hiện sự quyết đoán và kiên định của Buffett, bất chấp sự chống đối từ Stanton và đội ngũ ban lãnh đạo cũ của công ty. Những thách thức lớn từ việc sở hữu Berkshire Hathaway. Sau khi giành quyền kiểm soát Berkshire, Buffett đối diện với những khó khăn trong việc vận hành công ty dệt may, ngành nghề mà ông không có ý định phát triển lâu dài. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của ông với lĩnh vực không đem lại lợi nhuận ngay lập tức cho thấy triết lý đầu tư dài hạn và bền vững của ông. Buffett thừa nhận đây có thể là một sai lầm ban đầu, nhưng ông tiếp tục củng cố công ty và dần đưa Berkshire Hathaway sang hướng đầu tư đa ngành trong tương lai. Chương 29. Sợi len. Chương 29 mô tả thời điểm Warren Buffett phải đối diện với những khó khăn thách thức khi nắm giữ Berkshire Hathaway, đặc biệt là trong bối cảnh ngành dệt may đang suy thoái. Dù điều kiện ngành kém hấp dẫn và đòi hỏi chi phí bảo trì lớn, Buffett vẫn kiên trì quản lý công ty để khai thác giá trị tiềm ẩn. Sự lựa chọn này cho thấy quan điểm đầu tư dài hạn của ông, tập trung vào việc phát triển giá trị thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Bước chân đầu tiên của Buffett vào ngành dệt may. Vào khoảng năm 1966 đến năm 1967, Warren Buffett tiếp nhận vai trò điều hành Berkshire Hathaway, một công ty dệt may lớn có giá trị tài sản khoảng 50 triệu đô la. Khi ấy, với phong cách giản dị và cách tiếp cận gần gũi, Buffett đã khiến mọi người ngạc nhiên. Dù nắm quyền quản lý một công ty lớn, ông vẫn giữ lối sống mộc mạc, không chạy theo hào nhoáng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhà điều hành thường thấy trong thế giới kinh doanh. Đây cũng là bước ngoặt đầu tiên đưa Buffett đối diện với những thử thách mới trong ngành công nghiệp dệt may đầy biến động. Kiên định với triết lý đầu tư trong thời kỳ khó khăn. Với Berkshire Hathaway, Buffett đã mang theo triết lý đầu tư quen thuộc của mình, đầu tư vào giá trị lâu dài. Mặc dù thị trường dệt may đối mặt với nhiều thách thức, Buffett vẫn không ngừng tìm kiếm những cơ hội sinh lời. Ông tin rằng dù lợi nhuận có phần giảm, chỉ cần bám sát chiến lược đầu tư vào những công ty có tiềm năng và cơ bản vững vàng, khoản đầu tư sẽ có kết quả xứng đáng. Ngành dệt may gặp khủng hoảng, Buffett ra quyết định dứt khoát. Lúc này, ngành dệt may không ngừng biến động bởi áp lực từ chi phí nhân công và nguyên liệu gia tăng, cùng với sự cạnh tranh ngày một khốc liệt từ hàng nhập khẩu. Buffett nhận ra rằng để giữ Berkshire Hathaway đứng vững, ông phải đưa ra những quyết định đầy thử thách. Ông bắt đầu can thiệp vào các hoạt động vận hành của nhà máy và điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh nhằm kiểm soát rủi ro tài chính và tăng tính hiệu quả. Đó không phải là điều dễ dàng, nhưng Buffett đã không ngần ngại lựa chọn. Đóng cửa các phân xưởng không sinh lời để bảo vệ công ty. Buffett hiểu rằng sự phát triển bền vững của Berkshire Hathaway không thể dựa vào những bộ phận kém hiệu quả. Do đó, ông đã quyết định đóng cửa một số phân xưởng không còn mang lại lợi nhuận. Vào tháng 10 năm 1966, ông mạnh dạn đóng cửa phân xưởng Box Loom và đến năm sau, ông tiếp tục đóng cửa phân xưởng King Philip D do không cạnh tranh nổi với các loại vải sợi nhập khẩu. Đây là những quyết định dứt khoát mang tính chiến lược cao nhằm giảm thiểu tổn thất và bảo toàn lợi nhuận cho công ty. Trường này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về cách Buffett điều hành Berkshire Hathaway mà còn là bài học về sự kiên định và tầm nhìn dài hạn của một nhà đầu tư. Ông đã dũng cảm đối mặt với các thử thách trong ngành dệt may, không ngừng tìm cách cải tiến và thích nghi để bảo vệ tương lai công ty. Một tinh thần quyết đoán và trí tuệ sâu sắc đã gắn liền với sự nghiệp lừng lẫy của Warren Buffett. Chương 30. Jack phản lực cơ. Chương 30 miêu tả mối quan hệ giữa Warren Buffett và Jack Ringwood, người thành lập công ty bảo hiểm National Indemnity. Ringwood là một doanh nhân táo bạo, có cách sống và làm việc năng động, người mà Buffett vô cùng ngưỡng mộ.
Bối cảnh chương xoay quanh thương vụ mà Buffett thuyết phục Greenwood bán lại công ty cho Berkshire Hathaway, tạo nên nền tảng cho những bước phát triển quan trọng trong ngành bảo hiểm của Berkshire sau này. Jack Van Lucker, người bạn đặc biệt và cái nhìn mới mẻ trong kinh doanh của Buffett. Jack Greenwood, hay còn gọi là Jack Van Lucker, là một trong những người bạn thân thiết và độc đáo nhất của Warren Buffett. Khác biệt với vẻ chỉn chu trong giới doanh nhân, Jack có phong thái giản dị, thậm chí đôi lúc là tuềnh toàng. Ông không ngại khoác lên mình một chiếc áo len tay ngắn đã cũ mà con gái đan tặng và luôn giữ nếp sống đơn giản dù là một doanh nhân thành đạt. Hai người bạn này thường có những giờ phút thư giãn cùng nhau trên sân tennis ở California, nơi họ không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn những câu chuyện đời thường đầy ý nghĩa. Tình bạn này không chỉ giúp Buffett giải tỏa căng thẳng mà còn mang lại cho ông một người bạn đồng hành hiểu mình, một mối liên kết hiếm hoi trong thế giới tài chính đầy áp lực và căng thẳng. Một phong cách đầu tư đầy tự do và phóng khoáng, Jack Greenwood là một doanh nhân với phong cách quản lý đầy sáng tạo. Ông từng làm qua nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bảo hiểm đến trò chơi phát thanh, và nổi tiếng là người không bao giờ bị ràng buộc bởi các quy tắc cố định. Với National Indemnity, Jack quản lý danh mục đầu tư bằng cách độc đáo của riêng mình, không theo cấu trúc và đôi khi phớt lờ cả những nguyên tắc cơ bản của đầu tư truyền thống. Ông thường thích đầu tư vào những cổ phiếu nhỏ và không quan tâm đến việc giữ các giấy chứng nhận cổ phiếu ở đâu an toàn. Chúng được cất gọn trong chiếc túi thể thao cũ kỹ. Sự tự do và đôi khi ngẫu hứng này biến những lựa chọn đầu tư của ông thành một cuộc phiêu lưu đậm chất sáng tạo và cá tính. Jack Greenwood, người truyền cảm hứng cho Buffett. Mối quan hệ với Jack Greenwood không chỉ là tình bạn đơn thuần mà còn là một ảnh hưởng tích cực đến Buffett. Thông qua Jack, Buffett nhận ra rằng đôi khi sự tự do trong cách tiếp cận và đầu tư có thể tạo nên những kết quả ấn tượng. Từ phong cách đầu tư của Jack, Buffett học được cách nhìn nhận những cơ hội đầu tư mới từ một góc độ cởi mở và linh hoạt hơn. Đôi khi không nhất thiết phải ràng buộc bản thân vào những quy tắc khắt khe. Jack không chỉ là một người bạn mà còn là người truyền lửa, giúp Buffett có một cái nhìn mới về cách quản lý tài sản và đầu tư với sự tự tin và sáng tạo cao. Chương này khắc họa tình bạn chân thật và ảnh hưởng sâu sắc giữa Buffett và Greenwood, Jack và Lucker, là một minh chứng cho thấy rằng trong thế giới tài chính đầy cạnh tranh, một chút phóng khoáng, sáng tạo và cá tính không chỉ làm phong phú thêm chiến lược kinh doanh mà còn giúp tạo ra những giá trị bền vững. Tình bạn này đã trở thành chất xúc tác để Buffett tiếp tục mở rộng tầm nhìn và đam mê đầu tư, dù con đường ông chọn không hề dễ dàng. Chương 31, đoạn đầu đài thống trị tương lai. Chương 31 đặt trong bối cảnh xã hội Mỹ đầy bất ổn cuối thập niên 1960, mô tả cách Buffett củng cố quyền lực tại Berkshire Hathaway và dần chuyển hướng từ ngành dệt may sang các lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng khác. Nước Mỹ trong bối cảnh xã hội đầy biến động. Vào cuối những năm 1960, nước Mỹ rơi vào tình trạng rối ren chưa từng có. Những cuộc bạo động, cướp bóc và đốt phá diễn ra khắp nơi, trở thành một làn sóng bất ổn lớn nhất kể từ thời nội chiến. Tiến sĩ Martin Luther King, lãnh đạo của phong trào dân quyền, không chỉ lo cho tương lai mà còn e ngại rằng những bạo động này sẽ làm dấy lên phong trào phản động, mang lại quyền lực cho những thế lực bảo thủ. Dù gặp nhiều thất vọng trước tốc độ chậm chạp của phong trào đấu tranh, King vẫn kiên định với lập trường bất bạo động. Đây là giai đoạn mà không chỉ chính trị và xã hội Mỹ thay đổi mà còn làm thức tỉnh doanh nhân có tầm ảnh hưởng như Warren Buffett. Sự đóng góp của gia đình Buffett, niềm tin và sự thay đổi của xã hội. Trước tình hình này, gia đình Buffett, đặc biệt là Susie Buffett, vợ của Warren, đã tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng tại Omaha với tư cách là những nhân vật có tầm ảnh hưởng tại địa phương. Warren và Susie tận dụng vị thế của mình để giúp đỡ các phong trào xã hội. Susie cùng với Rocky Newman đã không ngừng vận động các tổ chức như YMCA tài trợ cho những vùng khó khăn, tạo điều kiện cho người dân địa phương có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây không chỉ là nỗ lực của một gia đình mà còn là tấm lòng của những người tin tưởng vào sự cải thiện đời sống và công bằng xã hội, nhất là trong thời kỳ đầy khó khăn. Tham vọng vươn lên trong truyền thông của Buffett. Là một nhà đầu tư tài năng, Buffett luôn nhìn xa và hiểu rằng truyền thông là sức mạnh lớn lao có khả năng định hình xã hội. Từ khi còn nhỏ, ông đã tiếp xúc với ngành truyền thông qua công việc giao báo và mối quan hệ với nhà báo Carol Loomis của tạp chí Fortune càng củng cố thêm hiểu biết và niềm đam mê của ông với lĩnh vực này. Những thương vụ đầu tư vào các tờ báo nhỏ như tờ Sun không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là bước đệm để ông xây dựng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông, một quyền lực giúp ông không chỉ khuếch đại tiếng nói mà còn định hướng dư luận khi cần thiết. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Tom Murphy, đối tác trong truyền thông. Thông qua người bạn chung là Bill Ruane, Buffett có cơ duyên gặp gỡ Tom Murphy, CEO của Capital City Communication. Murphy là con trai của thẩm phán và bắt đầu sự nghiệp từ một đài truyền hình nhỏ, từng phải vật lộn trong những năm đầu. Tuy nhiên, với tài năng và sự kiên định, Murphy dần vươn lên và thành một nhà quản lý truyền thông hàng đầu, được biết đến với phong cách quyết đoán và tầm nhìn chiến lược.
Cuộc gặp gỡ này không chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Buffett mà còn đặt nền móng cho mối quan hệ kinh doanh lâu dài và hiệu quả, giúp ông tiếp cận gần hơn với mục tiêu mở rộng quyền lực trong ngành truyền thông. Trường này không chỉ phản ánh khát vọng vươn lên trong ngành truyền thông của Warren Buffett mà còn minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và khả năng thiết lập các mối quan hệ quan trọng. Những cuộc gặp gỡ, những quyết định và sự đóng góp cho cộng đồng đã giúp Buffett không chỉ trở thành một nhà đầu tư thành công mà còn là người có tầm ảnh hưởng trong việc định hướng dư luận, đem lại lợi ích bền vững cho cả xã hội. Chương 32: Dễ dàng, an toàn, có lợi nhuận và mang lại niềm vui. Chương 32 mở ra với quyết định của Warren Buffett vào năm 1967. Từ nay, ông sẽ chỉ theo đuổi các khoản đầu tư đáp ứng các tiêu chí đơn giản, an toàn và vui vẻ. Bối cảnh lúc này là sau giai đoạn nhiều biến động trên thị trường, khi Buffett hướng sự tập trung vào các khoản đầu tư ổn định và đem lại giá trị bền vững, thể hiện triết lý đầu tư cẩn trọng mà ông đã đề cao. Cuộc họp đầu năm 1968 tại Omaha khẳng định triết lý đầu tư. Vào một ngày tháng giêng năm 1968 tại Omaha, Warren Buffett tổ chức một cuộc họp đặc biệt thu hút nhiều tên tuổi trong giới đầu tư, bao gồm Bill Ruane, Walter Schluss, Marshall Weinberg, Jack Alexander, Tom Knapp và những cộng sự thân thiết như Charlie Munger và Roy Tose. Buffett đứng trước những người đồng nghiệp, bạn bè và nhà đầu tư để chia sẻ quan điểm mà ông luôn trân quý, triết lý đầu tư và giá trị. Được truyền cảm hứng từ nhà đầu tư huyền thoại Benjamin Graham, ông muốn nhắc nhở mọi người rằng bất kể thị trường chứng khoán đang dâng trào với các cơ hội hay rủi ro, thì triết lý đầu tư này vẫn là ngọn hải đang dẫn đường. Phương châm an toàn và mang lại niềm vui, một tầm nhìn bền vững. Buffett bày tỏ mong muốn đầu tư theo cách giúp ông không chỉ cảm thấy an toàn mà còn giữ lại được niềm vui trong công việc. Ông chia sẻ rằng cuộc sống cần có sự cân bằng và ông muốn đảm bảo tài sản của mình không chỉ phát triển ổn định mà còn giúp ông tự do theo đuổi các dự định khác ngoài lợi nhuận. Đây là một triết lý độc đáo, nơi mà niềm vui và an toàn được đặt lên ngang hàng với sự thành công tài chính. Một quyết định táo bạo, giảm mục tiêu lợi nhuận. Trước những biến động khó lường của thị trường, Buffett bất ngờ tuyên bố sẽ hạ mức mục tiêu lợi nhuận từ mức cao hơn thị trường 10 điểm xuống còn 5 điểm mỗi năm, tương đương với khoảng 9% lợi nhuận hàng năm. Động thái này khiến các đối tác của ông kinh ngạc vì trong khi các quỹ đầu tư khác đang tăng trưởng vượt bậc, Buffett lại lựa chọn con đường chậm mà chắc. Ông cũng mở lời cho các đối tác rằng nếu họ thấy có cơ hội đầu tư tốt hơn, họ hoàn toàn có thể rút vốn. Đây là một bước đi táo bạo, thể hiện lòng trung thực và cam kết với mục tiêu dài hạn của ông, thay vì chỉ chạy theo những con số lợi nhuận trước mắt. Đối mặt với cạnh tranh khốc liệt trong thị trường tài chính và tầm nhìn của Buffett, giai đoạn này, thị trường đầu tư nóng bỏng với nhiều quỹ đầu tư nổi lên như cá mập trong làn sóng tài chính, thu hút các nhà đầu tư và tạo ra những mức lợi nhuận cao ngất ngường. Thậm chí có quỹ còn gấp đôi giá trị chỉ sau một năm. Buffett hiểu rõ rằng hạ thấp mục tiêu lợi nhuận đồng nghĩa với việc phải đối diện với rủi ro mất khách hàng vào tay các quỹ khác. Nhưng ông tin tưởng rằng những nhà đầu tư của mình, những người hiểu rõ triết lý giá trị và an toàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông trên con đường bền vững. Chương này không chỉ thể hiện tinh thần quyết đoán của Buffett mà còn phản ánh tầm nhìn của một nhà đầu tư đặt giá trị bền vững và niềm vui trong công việc lên hàng đầu. Giữa thời kỳ mà thị trường ngập tràn những con số hấp dẫn và lợi nhuận dễ dàng, Buffett đã chọn cho mình một con đường khác biệt, một con đường có thể chậm rãi nhưng đầy ổn định và ý nghĩa. Chương 33: Cởi trói. Chương 33 mô tả thời điểm Warren Buffett quyết định thay đổi hướng đầu tư của mình vào năm 1969. Sau khi kết thúc quỹ đầu tư riêng và gặp khó khăn với thị trường, ông quyết định tập trung hoàn toàn vào Berkshire Hathaway, giải phóng mình khỏi các ràng buộc đầu tư ngắn hạn để hướng tới các chiến lược dài hạn và ổn định hơn. Nhận thức mới trong tư duy đầu tư khi thời hoàng kim qua đi. Vào cuối những năm 1960, thị trường chứng khoán dần thay đổi và Warren Buffett cảm nhận sâu sắc về sự chuyển đổi này. Khi các cơ hội đầu tư giá trị cốt lõi ngày càng trở nên khan hiếm, ông nhận ra rằng thời hoàng kim của những ý tưởng đầu tư hấp dẫn dường như đã trôi qua. Trong bức thư gửi các cổ đông năm 1968, Buffett bày tỏ cảm giác thất vọng khi nhìn thấy quá ít cơ hội để đạt được kết quả đầu tư như mong đợi. Thị trường đầy những sự hối hả, vội vàng chạy theo lợi nhuận tức thời và Buffett nhận ra rằng triết lý đầu tư dài hạn của ông đang dần khó thực hiện trong bối cảnh mới này. Quyết định cởi trói và buông bỏ vai trò quản lý đầu tư. Giữa những thay đổi của thị trường và những suy nghĩ sâu xa, Buffett đưa ra quyết định quan trọng cởi trói khỏi vai trò quản lý đầu tư cho người khác. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời ông, đánh dấu sự giải thoát khỏi trách nhiệm tài chính nặng nề và những kỳ vọng từ cộng đồng đầu tư. Dù đã đạt được nhiều thành công và nhận được sự tín nhiệm từ các cổ đông, Buffett quyết định rằng nếu không còn cơ hội để tạo ra lợi nhuận lâu dài và bền vững, ông sẽ từ bỏ vị trí quản lý tiền của người khác. Niềm tin và sự lan tỏa của hình ảnh Buffett trong giới đầu tư. Đối với các cổ đông và cộng sự của Buffett,
câu chuyện về sự nhạy bén và khả năng đọc vị thị trường của ông nhanh chóng lan truyền trong giới đầu tư. Ông được nhắc đến như một truyền thuyết sống, người không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn là biểu tượng của một phong cách đầu tư thận trọng và trí tuệ. Tuy nhiên, Buffett hiểu rằng sự kỳ vọng và hào quang này sẽ không kéo dài mãi mãi. Ông nhận thức rõ rằng cần có sự thay đổi kịp thời để giữ vững những giá trị mà mình tin tưởng, tránh để danh tiếng trở thành gánh nặng trong những năm tháng tiếp theo. Chương cởi trói khép lại với hình ảnh Buffett sâu sắc, dũng cảm và sẵn sàng thay đổi khi thế thời đòi hỏi. Từ quyết định cởi trói khỏi vai trò quản lý tài chính đến việc giữ vững triết lý đầu tư giá trị, ông không chỉ cho thấy sự nhạy bén trong kinh doanh mà còn minh chứng cho lòng kiên định với con đường mình chọn, bất kể hoàn cảnh có biến động ra sao. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để AZFin có thêm động lực làm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFin mong rằng series đọc sách cùng AZFin sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với cuốn sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.